Thưa quý vị và các bạn, vùng thấp nóng phía Tây đang phát triển và mở rộng, vì thế thời tiết chủ đạo ở Bắc Bộ vẫn là có nắng nhiều cả ngày. Nhiệt độ cao nhất trong trưa và chiều dao động từ 33 cho đến 35 độ. Nắng nóng tiếp tục xuất hiện ở cục bộ một số nơi như là khu vực của Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Sơn La, với mức nhiệt từ 35 cho đến 36 độ, có nơi cao hơn. Dự báo trong ngày 9 tháng 7, nắng nóng sẽ có xu hướng mở rộng ra toàn khu vực đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh Hòa Bình, với nhiệt độ cao nhất từ 35 cho đến 37 độ, có nơi cao hơn. Còn vùng núi và Trung Du, nhiệt độ ở mức từ 33 cho đến 35 độ. Về chiều tối và đêm, những cơn mưa vừa tiếp tục lặp lại ở các tỉnh vùng núi phía Tây Bắc Bộ, cục bộ có nơi mưa to. Trong cơn dông có khả năng kèm theo lốc sét và gió giật mạnh nguy hiểm. Đợt nắng nóng này tại Bắc Bộ dự kiến sẽ kéo dài đến khoảng ngày 13 tháng 7. Từ đêm ngày 13, mưa dông sẽ gia tăng trở lại nên nắng nóng sẽ thuyên giảm. Vùng áp thấp phía Tây phát triển trở lại kết hợp với hiệu ứng gió phơn nên nắng nóng cũng đang gia tăng. Ở khu vực Trung Bộ, trong hôm nay các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Phú Yên, nhiệt độ sẽ tăng lên 35 đến 37 độ, riêng khu vực vùng núi phía Tây có nơi 38 đến 39 độ. Còn các tỉnh từ Khánh Hòa trở vào đến Bình Thuận, chưa chịu ảnh hưởng của áp thấp nóng phía Tây nên trời nắng nhưng chưa nóng, mức nhiệt chỉ từ 33 cho đến 35 độ. Cảnh báo, đợt nắng nóng này tại miền Trung sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Đi cùng với độ ẩm giảm thấp nên người dân cần hết sức đề phòng nguy cơ cháy nổ và hỏa hoạn ở mức cao. Từ khoảng ngày 15 tháng 7, do ảnh hưởng của áp thấp trục Tây Bắc Đông Nam đi qua khu vực nên nắng nóng ở miền Trung sẽ có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong khi đó, dưới tác động của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh trở lại, từ sau 14 giờ chiều nay, mưa dông sẽ xuất hiện đồng loạt ở nhiều nơi ở cả Tây Nguyên và Nam Bộ. Trong khi đó, khu vực Nam Tây Nguyên cũng như hầu khắp các khu vực Nam Bộ sẽ có những vùng khả năng xảy ra xuất hiện mưa to, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 10 đến 30mm và có nơi cục bộ trên 50mm, kèm theo nguy cơ cao về dông lốc và sét gió giật mạnh. Còn vào ban ngày, trời sẽ có nắng gián đoạn, xen những khoảng nhiều mây. Nhiệt độ cao nhất ở khu vực Tây Nguyên dao động từ 29 cho đến 30 độ, trong khi khu vực Nam Bộ nhiệt độ từ 32 cho đến 35 độ. Trên biển, từ ngày 12 tháng 7, rãnh áp thấp Tây Bắc Đông Nam có trục đi qua khu vực Bắc Bộ sẽ được thiết lập trở lại đến ngày 13 đến ngày 14 tháng 7. Rãnh áp thấp dịch dần trục xuống phía Nam Trung Bộ và hoạt động mạnh dần nối với vùng áp thấp trên khu vực vùng biển Philippines. Dự báo trong những ngày tới tiếp theo, vùng áp thấp này di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Với hướng đi này không loại trừ khả năng áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào Biển Đông và mạnh thành bão số 2. Diễn biến của vùng áp thấp này sẽ được chúng tôi liên tục theo dõi và cập nhật trong bản tin hàng ngày của kênh. Thưa quý vị, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ tháng 7 đến tháng 9, trên Biển Đông sẽ có khoảng 5 đến 6 cơn bão áp thấp nhiệt đới, trong đó có 2 đến 3 cơn ảnh hưởng đất liền của nước ta. Và tiếp theo sẽ là bản tin dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước. Khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Hà Giang, Tuyên Quang có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi có mưa to đến rất to. Ngày nắng có nơi nắng nóng, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, có nơi dưới 26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ, phía Nam từ 32 đến 35 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa to đến rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Thưa quý vị và các bạn, và sau đây là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 m. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 m. Khu vực Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 m. Khu vực Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rải rác, có nơi có dông. Ở phía Nam trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 m. Khu vực Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 m. Khu vực Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió nhẹ, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 m. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rải rác, có nơi có dông. Ở phía Nam, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông đến Đông Nam cấp 3, cấp 4, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 m. Khu vực quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Nam đến Nam cấp 4, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 m. Vùng giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió nhẹ. Ngày mai gió chuyển hướng Nam đến Tây Nam cấp 4, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 m. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió nhẹ, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 m. Khu vực quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió nhẹ, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 m. Khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió nhẹ, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 m.